Ai thiệt rồi, chưa qua thiệt. Bài nó chịu thêm 2 người vô. Tại ra chưa? Quý nào cả. Nó lấy cái đầu che lại, chém mấy cá chết hết. Ở chỗ này con cá, ở chỗ này con cá bự nè. Lên Dũng Thịnh thấy con cá bự á. Thì có gì đâu. Phi nhiều ghê. Nó quái có mấy cá mẹ bị đi ăn có hai mình đã nè. Núi. Nó mới phải chặt á. Nay chủ yếu cá phi hả? Mấy cái kia lại nó bắt chưa đầu xe bắt được à? Vô lấy mấy cái thau bự cái đi.
Cao như đây có hai rồi. Nó lên đi. Lên đi. Lên đi. Lên quắt từ từ cái là chiều á. Trên nước có cá. Đó, nó chuối nè, con cá nó chuối á. Thích đi. Sao sao không nổi. Ba miệng đàn. Hả? Trời đứa con mắt à. Hai bác bắt bên tôi mà phụ. Quá trời đó. Đúng cơ, khỏi chuồng á. Đi Úc, đi Úc. Đúng rồi. Hạ lưới có bắt cá đi. Khuya cá vô thì chậm được rồi đó. Đó, có lực dài. Đó là đi gì? Đâu rồi? Đúng không? Con gà chết mẹ. Nhìn Dũng non tôi lên đó. Đã bụng rồi. Anh ra đi. Thả đằng chuồng kìa cho. Chết rồi còn đâu. Con cá Dũng. Nghe muốn vừa Dũng. Đó, đó, là ngón con cao Dũng đó. Vô mồi con. Đó, con còn nằm rồi đó. Đụng không đầu đựng không. Thấy đó cho ba kìa. Đừng đứng bên kia cho má. Cái gì vậy? Quay. Đây ngay trước mặt cũng có đúng có mấy con trạch đó. Ờ, móc ngay cho đó đó. Ngồi mấy cái lỗ đó Dũng. Có. Dũng ơi sau này siêu cao thủ như mấy cái thằng siêu cao thủ ở đây hả? Cậu rồi, còn mấy giây nữa. Cái thằng nhóc ôm ốm. Mấy đi chìm luộc cho Dũng ăn chết rồi mà. Đâu rồi, thằng sống mà. Chết rồi, chết rồi. Con sống luôn hả? Sống. Giọng không được chết rồi. Nè, nè, đưa ông là cho con này. Con nhà Trang á. Sống không? Sống không? Được, sống không sống. Nè, đồ không nói vậy đó, khờ khờ á. Ừ, đúng rồi. Đứng tớm giọng lên. Này, hay đó, đó, đó. Con hay lắm. Chứ có vừa tỉnh, vừa có bắt đầu. Cá này không chích mà nó. Chết luôn rồi. Đéo
sâu quá không lên nổi luôn. Con xuống mình nhỏ bà lấy cái cây để giùm bà luôn ngoài là sao? Cái đó. Cây ở đây cắm cái cây đó hả? Đi đốn cực quá. Cái cây chấm chấm đó. Để nào con không gọi cái tre bự bự. Đây này, thay giúp cây là sao? Giọng ba tóc thì nói không có lắm. Đây, nhà bác, đứng đây. Cái giật quại sang. Ừ, mà chặt lại mà. Vậy. Đúng cái này cái kia chặt lại được thấy ra. Phải không? Ừ. Cái cam mình dương chút đụng nè, chút phổi phải không? Hai cái giật lại giật không biết làm cái làm. Nhỏ con xuống con nhỏ cái đâu rồi, Dũng con đấy đâu rồi? Cái này nào cũng khủng khủng. Cái này là chú này làm hả? Cái hai quen không được đụng lại hả? Ừ. Con hám người đi về sao sao luôn. Trời ơi, được cái lóc bự quá ta. Đây, lên giọng luôn. Đi lên lên luôn đi. Cái này là chuối lau cái này nè. Để là chuối lau cái hả? Khó quá, khó quá. Ký cái lường chứ. Thôi được á. Làm biết làm không con? Nhìn bây giờ mấy lần sao nó chạm cây vậy ta? Đừng đừng có chạm. Mẹ nói giờ ai nói đâu? Để nãy giờ không nói mà để nó chập chập gì đó mà. Dốc. Cảm ơn nó nhậu đi. Đây đi. Đây cái tay nhậu. Ủa hai que đụng lại là giật ngược tới lên hả? Chậm chứ đâu gì sao. Mày giật con nãy giờ hai khoát rồi đó nha. Khoát rồi đó. Cái dạ bỏ cái thùng nhảy sao bỏ cái đầu kìa đó còn nó không rồi. Lắm nào đỡ quăng xôi á lại đi đụng cái ba đó. Lắp luôn nè. Lắp luôn nè.